án Thiêu của anh Vũ nè, lúc mà tìm kiếm điện quay ở Gia Lai á, thì em cũng có nhắn cho anh Vũ, không biết. Và thực chất là em là theo dõi anh Vũ là từ hồi anh Vũ hồi học lớp 7, lớp 8, hồi đó là Yahoo, Facebook nó mới lên blog đó, hồi chị có chơi blog không? Anh Vũ là một trong những người rất là nổi tiếng của Pleiku City. Không, thật ra không, anh Vũ, em biết anh Vũ từ thời đó. Lúc đó anh Vũ là một trong những người đầu tiên lập cái blog gì? Blog 360 360 độ là DK gì đó. Em cái đó chỉ một thời gian ngắn. À, diễn đàn Pleiku City đó. Còn hôm nay được một cái buổi gọi là gặp anh Vũ chia sẻ thì lần đầu tiên em cũng gặp anh Vũ luôn. Và cái phim mà ba em biết anh Vũ là qua cái thông tin phim mà ba em tự vào á. Còn hồi giờ em cũng nghĩ là ồ, cho cái Gia Lai có thể có những cái đạo diễn nổi tiếng như vậy được, thực sự là em không có nghĩ đến. Thì nếu như mà nói về cái thằng diễn này kia thì em nhớ cái hồi em không phải học diễn viên phụ quần chúng rồi lại đó, chạy vô chạy ra rồi chạy thì hồi đó căng. Còn cái mà em ấn tượng nhất về những cái phần diễn này là hồi em học năm 2 á, thì có khi gọi là Miss Sư Phạm Huế, là Đại học Huế thì hay tổ chức khoảng mấy năm một lần đó, thì em có tham dự cái Miss Tài Năng, thì em đóng cái kịch là Thị Mầu Lên Chùa. Thì lúc đó là ban giám khảo quy định là không được có diễn viên phụ hỗ trợ, mà chỉ có một mình chỉ có một mình cái thí sinh lên diễn thôi. Thì hồi đó em lên diễn là em phải tự tưởng tượng là mình là Thị Mầu và mình đóng Thị Mầu, mình tưởng tượng xung quanh là à đây là thị... cho nha, mỗi lần mà đi đến các tỉnh khác thì thường thường người ta hay tặng bức tranh và mang cái phong cách của Pleiku á, là có ở dưới sẽ có tên của tác giả là Vũ Quang Vũ. Em có tìm hiểu là anh rồi cái mình học bằng bộ ảnh và ảnh chụp á, bộ ảnh anh học bộ ảnh nó chụp xong rồi là để mình thì ở bên thì người ta hay mỗi lần đi ra cái gặp các bạn ở ngoài tỉnh á, tặng những bức tranh đó, hoặc là trên ba thì em cũng có biết anh quay kiến trúc với lại những cái bức tranh. Hôm nay rất vui được gặp anh. Rồi em tên là Trinh, là giám đốc trung tâm IT chuyên ngành giáo dục và hỗ trợ cho trường học. Ngày xưa sinh viên cũng đam mê được đi đóng kịch trong các cái câu lạc bộ ở trường á. Thế là em đang đăng ký lên vé, nhưng mà vì cái ngoại hình của mình nên người ta toàn sắp xếp cho em những cái vai ngay ngay. Chính là một người Gia Lai luôn. Rồi, đó. Sao biết hậu thì hiểu rõ ha. Chứ mà cái bé đó mình cái giọng nó ta
năm 2021 ra mắt một lần ở Tết Cinema, một lần là ở cái gala du lịch của tỉnh Vĩnh Long, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long là trung tâm xúc tiến du lịch Vĩnh Long, họ mời tụi ta chiếu phim nóng nóng bởi dịch bệnh khủng khiếp quá. Và mình nghĩ cuối năm rồi, bây giờ mọi thứ mình muốn là làm cái phim để khởi động lại mình trong suốt một thời gian dài, có lẽ chẳng hạn như là với tư cách là đạo diễn á, mà lại mời những diễn viên là nghiệp dư, thì sẽ có những cái cảnh á mà chắc chắn là cứ nói mãi là nó không diễn ra được, người ta vẫn bị đơ, hay dùng cái từ là giống như là bị nuốt cái thước vậy đó. Em chỉ tôi đứng đơ như thế này xong rồi đọc lời thoại thôi. Và thì trong những cái tình huống vậy thì thường đạo diễn sẽ xử lý như thế nào, thôi coi như nhắm mắt cho qua, kệ nó, coi như có một cái cảnh nó không có đạt, hay là mình sẽ đổi diễn viên, hay là mình sẽ làm như thế nào? Đó là từ cái giai đoạn mình cảm nhận là chậm. Đối với những cái bạn ở tại Gia Lai này, cái nhân lực nó không có, mình phải có chọn những bạn nào có đam mê sẵn và các bạn đã từng đam mê, ví dụ trong thời gian xuất học, đi học và trên trường đó, mấy bạn đã tham gia vào kịch hay tham gia diễn kịch hay gì đó, các bạn có đam mê. Thế mình làm 3 năm thời gian học được bạn tốt rồi. Và 1 phút cỡ chữ 12 chia ra 4 để mặc định căn đề. Như vậy mình đã có 1 phút phim. Thế chút nữa mình sẽ nói về cái cấu trúc kịch bản nó khác văn học của Việt Nam và tại sao các bạn chuyển thể từ văn học qua, chứ không phải là lấy cái nguyên cuốn sách văn qua là phim được không được, cũng phải có người chuyển thể các bạn, người ví dụ như phim của anh Trần Vũ như ngày tháng của các bạn tham mưu cái truyền ngăn của chiếc ấm bắt biết chẳng hạn, anh phải có một người anh thân tự mình anh chuyển thể cho nó qua những bản phim. Và hy vọng hôm nay chia sẻ một thông tin để các bạn không nghe chuyện một câu chuyện ngắn mà thú vị, chỉ mới thành kịch bản phim ngắn 30 phút và thực hiện đó bằng TikTok, thực hiện đó bằng viết trên Facebook, nó cũng rất là thú vị. Dạ, chắc là mình tiếp đi. Đó là lần đầu tay mình cái cảm hứng của mình về gặp lại các bạn lần thứ 3 sau 2 năm. Và thú vị là năm 2021 này lúc mình bấm play thử vào thì mình có tình cờ xem bộ phim của không có tiếng hết không? Mình chỗ này không phải có tiếng không vậy?